Nữ sinh từ lúc dây gần 8 triệu qua 2 app và mất khả năng chi trả nên dây tổng cộng 34 app nợ số tiền cả gốc lãi là hơn 100 triệu đồng. Ngày 30 tháng 12, ông DPT 51 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, vừa trình báo công an xã Vĩnh Lộc B về việc con gái là DTN Thờ 22 tuổi dây tiền qua áp và gia đình bị liên tục khủng bố đòi nợ. Chị Thờ là sinh viên đang theo học tại một trường trên địa bàn quận Gò Vấp. Theo chị Thờ, khoảng tháng 9, trên đường đi học trên đường Quang Trung thì bị rơi giấy tờ xe, sau đó có người liên hệ yêu cầu chuột lại với giá là 8 triệu đồng. Sợ bố mẹ La Rầy không có tiền chuột, thấy việc quảng cáo dây tiền qua app trên mạng xã hội, chị thờ liên hệ dây. Thủ tục cũng đơn giản khi chỉ cần tải app, chụp chứng minh nhân dân kèm ảnh chân dung gửi. Qua đó nữ sinh dây của hai app là cá ngựa và hưu cao cổ, trong đó dây app cá ngựa số tiền 5 triệu đồng được giải ngân 4 triệu, dây app hưu cao cổ 5 triệu được giải ngân 3 triệu rưỡi. Chị thờ phải bỏ thêm 500.000 đồng để chuột giấy tờ. Sau một tuần đến hạn trả mà không có tiền, chị Thờ cắn răng dây tiền của các app khác để trả nợ cho hai app cá ngựa và hư cao cổ. Cuối cùng, chị dây tổng cộng là 34 app, lấy tiền dây trả nợ số tiền 8 triệu lúc đầu. Nợ trong nợ, đến hiện tại họ đòi số tiền tổng cộng là 142 triệu. Chị Thờ cho biết mình liên tục bị khủng bố bằng các lời lẽ tục tiểu từ 444 số điện thoại khác nhau. Trong đó, 8 người trong gia đình, bạn bè thân thiết cũng bị khủng bố. Họ liên tục nhận được các tin nhắn yêu cầu trả tiền kèm hình ảnh cắt ghép chị Thờ vào ảnh thờ. Hai cha con ông T sau đó đã phải tháo sim các các liên lạc và trình báo công an. Vụ việc hiện đang được công an xã Vĩnh Lộc B lập hồ sơ xác minh xử lý.